Chuyện kỳ thú của nữ hoàng nhan sắc một thời Thẩm Thúy Hằng. Tối 25 tháng 5, Thẩm Thúy Hằng, người được phong là nữ hoàng nhan sắc ở Sài Gòn vào thập niên 1960-1970, sau nhiều năm ở ẩn, đã bất ngờ xuất hiện tại đám cưới của con trai nghệ sĩ hài Mỹ Chi. Mỹ Chi là người bạn thân thiết của nhan sắc một thời Thẩm Thúy Hằng. Ở tuổi 73, nhan sắc của người đẹp Bình Dương ngày nào giờ đã bị làm hỏng bởi hậu quả của những lần giao kéo. Sự xuất hiện của bà đã gợi nhớ kèm sự tiếc nuối của bao người về biểu tượng nhan sắc phụ nữ một thời ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung. Bà bắt đầu đóng phim năm 1958 và trở thành một trong những gương mặt nữ hiếm hoi của nước ta, đứng vào hàng ngũ minh tinh của Á Châu suốt các thập niên 1960-1970. Thẩm Thúy Hằng đã hai lần đoạt giải diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim Đài Bắc 1972, ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hồng Kông 1974. Nhắc đến Thẩm Thúy Hằng, ai cũng nhớ đến tên gọi người đẹp Bình Dương của bà. Nhiều người lầm tưởng bà quê ở Bình Dương, hoàn toàn không phải như vậy. Trốn nhà đi thi đóng phim. Vào cuối thập niên 1950, ở miền Nam các hãng phim tư nhân đua nhau mọc lên như nấm gặp mưa, như Tân Việt Điện ảnh thành lập năm 1957, Việt Thanh, Mỹ Vân, Văn Thế 1956, Đông Phương, Viễn Đông, Điền Hiệp, Hương Bình. Ban đầu, các hãng phim thi nhau làm các phim cải lương, truyền thuyết, thần thoại cổ tích, lịch sử cả tà lẫn tàu. Một thế hệ diễn viên thi nhau đua tài đa sắc như Lê Thị Nam, nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam, phim Đồng Ruộng Miền Nam 1958, Kim Lan, phim Người Mẹ Hiền, Kim Cương, con nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam, Lòng Nhân Đạo, Ngọc Bồ Đề, Thu Trang, phim Lục Vân Tiên, Trang Thiên Kim, phim Mục Liên Thanh Đề, Trường Ti, Thiên Kim, phim Huyền Trân Công Chúa, Túy Phượng, phim Thạch Xanh Lý Thông. Mỗi năm, trung bình các hãng sản xuất khoảng 40 phim, đây là thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Sài Gòn non trẻ. Cuối năm 1957, hãng Mỹ Vân bất ngờ tung ra bộ phim Người Đẹp Bình Dương trình chiếu vào dịp Noel và mừng năm mới 1958 với chiến lược quảng cáo rất rầm rộ, sôi động chưa từng có. Ngay lập tức, bộ phim đã thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả và giới thiệu một gương mặt mới, Thẩm Thúy Hằng. Tên thật của Thẩm Thúy Hằng là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1941, nguyên quán Hải Phòng. Thẩm Thúy Hằng lớn lên tại An Giang, nhưng sau đó gia đình lên thành phố Sài Gòn lập nghiệp. Bước sang tuổi trăng tròn, cô bé Nguyễn Kim Phụng luôn ước mơ và khao khát đến cháy bỏng về một ngày trở thành diễn viên điện ảnh được mọi người biết đến, ngưỡng mộ. Một lần tình cờ, cô bạn thân đưa Kim Phụng xem một trang báo có đăng quảng cáo cuộc thi tuyển diễn viên cho phim Người Đẹp Bình Dương của hãng phim Vĩ Vân. Thể lệ cuộc thi rất hấp dẫn, người đoạt giải sẽ được sang Hồng Kông đào tạo diễn xuất. Trốn cha mẹ, Kim Phụng đã cùng cô bạn thân rủ nhau đi chụp ảnh và lén ghi tên dự tuyển. Đến ngày thi tuyển, Kim Phụng thức dậy từ rất sớm, giả vờ đi học như mọi ngày, không để cha mẹ nghi ngờ. Cô lén lén giấu chiếc áo dài chuẩn bị sẵn trong cặp học sinh để mặc sau giờ tan học đến nơi thi tuyển. Tan học, Hằng cùng cô bạn thân chạy như bay đến hãng phim Mỹ Vân, hồi hộp nghe tim đập như vỡ tung lồng ngực chờ gọi tên. Giữa rừng hoa muôn ngàn đóa hoa hương sắc, với những gương mặt sáng ngời nổi bật của những Kim Vui, Khánh Ngọc, Mộng Tuyết, Thu Trang, Trang Thiên Kim, Kiều Trinh, đã làm cho cô nữ sinh Kim Phụng chùn bước, vân vân. Phần lo sợ, phần khớp vì nhan sắc đua nhau hội tụ tranh tài, trong đó có nhiều ca sĩ, người nổi tiếng mà cô đã biết. Kim Phụng phân vân rồi quyết định bỏ thi. Hằng nắm tay cô bạn, kéo ra ngoài toàn bỏ cuộc. Chính vào lúc đó, bà Mỹ Vân, chủ hãng phim Mỹ Vân, đã phát hiện thấy Kim Phụng, một gương mặt kiều sa nhưng rất khôi nguyên của nữ sinh. Rất ưng ý cho vai diễn Tam Nương mà bà đang tìm kiếm, bà Mỹ Vân không để cô biết mình là chủ hãng phim đã đến động viên tâm lý, khuyến khích cô mạnh dạn bước vào vòng thi. Chói sáng ngay từ phim đầu tiên. Không ai có thể ngờ rằng cô nữ sinh Nguyễn Kim Phụng, người toàn bỏ cuộc thi, đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh bước lên đài vinh quang bằng giải nhất của cuộc tuyển lựa diễn viên nữ cho phim Người Đẹp Bình Dương và cũng là một khởi đầu sự nghiệp vinh quang tột đỉnh của một minh tinh màn bạc. Từ già áo trắng học trò từ dạo ấy, Kim Phụng bước vào thế giới nghệ thuật điện ảnh luôn lộng lẫy lung linh ánh đèn với nghệ danh Thẩm Thúy Hằng.
Trong đời Thẩm Thúy Hằng, cô rất kính trọng các bậc thầy như soạn giả Nam Châu, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há, nghệ sĩ Kim Cúc, là những tên tuổi đã đào tạo cô trở thành một ngôi sao tỏa sáng và rực rỡ trong làng nghệ thuật. Riêng với nhạc sĩ Thẩm Oánh, Thẩm Thúy Hằng rất kính trọng như là một người thầy, người cha tinh thần. Chính vì vậy, nghệ danh Thẩm Thúy Hằng khi chọn theo yêu cầu của hãng phim Mỹ Vân, cô đã lấy họ Thẩm của ông dùng làm nghệ danh cho mình. Thời đó, nhạc sĩ Thẩm Hoánh là hiệu trưởng trường ca vũ nhạc phổ thông mà Thẩm Thúy Hằng theo học bộ môn kịch. Cho đến ngày nay, có khá nhiều người vẫn nhầm tưởng Người đẹp Bình Dương là câu chuyện về một người đẹp nào đó ở tỉnh Bình Dương, sông bé cũ của nước ta. Người đẹp Bình Dương của nghệ sĩ kiêm soạn giả Nguyễn Thành Châu, Nam Châu viết dựa theo một câu chuyện xảy ra trong truyện cổ Trung Hoa. Thẩm Thúy Hằng nổi tiếng nhờ cuốn phim Người đẹp Bình Dương đóng chung với nam diễn viên Nguyễn Kim Dần, một mối tình lãng mạn của nàng Tam Nương với chàng hoàng tử hào hoa. Bộ phim bất ngờ đưa khuôn mặt khả ái của Thẩm Thúy Hằng lên ngôi hậu. Suốt mấy thập kỷ sau năm 1958, nhan sắc Thẩm Thúy Hằng trở thành tiêu chí chuẩn mực cho mọi người đẹp lúc bấy giờ. Đẹp như Thẩm Thúy Hằng, môi trái tim Thẩm Thúy Hằng, hớt tóc như người đẹp Bình Dương, mắt bồ câu như Thẩm Thúy Hằng. Thậm chí người ta còn sáng tác thơ ca hò về lấy chuẩn Thẩm Thúy Hằng, người đẹp Bình Dương làm thước đo mọi giá trị về cái đẹp. Cho đến ngày nay, vẫn chưa hề có một diễn viên điện ảnh nào khác ở Sài Gòn mà cả tài năng nhan sắc đạt đến ngưỡng vinh quang cao ngất như Thẩm Thúy Hằng. Tiếp theo, bộ phim gây nhiều ấn tượng nhất, đẫm đầy nước mắt cuộc tình diễm lệ là phim Ngưu Lan Chức Nữ do Thẩm Thúy Hằng đóng chung với La Toại Tân. Chuyện phim dựa theo câu chuyện tình trong cổ tích Trung Hoa giữa một nàng tiên trốn thượng giới xuống trần gian kết duyên với một chàng nông dân rất nghèo, thường được người ta gọi là Ngưu Lang. Chàng nghèo quá chỉ có mỗi một con trâu làm bạn cùng với một mái nhà tranh đơn sơ. Chức nữ chăm chỉ nuôi tằm diệt lụa giúp rồng, tuy nghèo nhưng mà đôi vợ chồng trẻ đã cùng nhau hưởng những ngày hạnh phúc nồng nàn nơi trần thế mà trên thiên đình không thể nào có được. Ngọc Hoàng biết chuyện, nổi cơn nổi đình lệnh cho thiên quân, thiên tướng xuống trần gian, bắt chức nữ về trời. Đôi uyên ương khóc lóc van xin, không thể chia lìa nhau được. Chính tình yêu tha thiết của họ đã khiến Ngọc Hoàng động lòng, ngài cho phép cử mỗi năm vào ngày mùng 7 tháng 7, lúc ấy hạ giới thường có những cơn mưa ngâu, buồn rả rích, một bầy quạ trời sẽ bắc một nhịp cầu nối, liền đôi bờ cho đôi vợ chồng hưởng được một ngày tương phùng. Từ đó, trần gian mới có câu thành ngữ tháng 7 mưa ngầu và cầu ẩu thước. Từ vai diễn đầu tiên Tam Nương trong bộ phim Người đẹp Bình Dương, đóng cặp với nam diễn viên Nguyễn Đình Dần, vai hoàng tử, Tam Nương Thẩm Thúy Hằng như hớp hồn người điều mộ, gây nên một hiện tượng chưa từng có của điện ảnh lúc bấy giờ. Người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng trở thành câu cửa miệng của mọi người và đưa Thẩm Thúy Hằng lên đài vinh quang sánh cùng các ngôi sao màn bạc khả ái nhất Sài Gòn thập niên 1950-1960. Hợp đồng đóng phim như hòa rơi đùa nhau mời gọi, chào hàng, chưa kể các hãng quảng cáo trong và ngoài nước chạy thi nhau tranh thủ Người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy Hằng tham gia. Chính nhan sắc và tài năng của Thẩm Thúy Hằng đưa tên tuổi của cô trở thành ngôi sao số 1 trong một thời gian rất ngắn. Kỷ lục về số đầu phim tham gia hơn 60 phim truyện nhựa là con số chưa từng có diễn viên nào cùng thời đạt được. Những bộ phim mà Thẩm Thúy Hằng tham gia như Trà Hoa Nữ, Ngưu Lang Chức Nữ, Tấm Cám, Sự Tích Trầu Cau, Bạch Viên Tồn Cát, Đôi Mắt Thuyền, đóng với La Thoại Tân, Kim Cương, Thanh Thanh Hoa, Oan Ơi Ông Địa, đóng chung với các nghệ sĩ cải lương, Giang Dở, đóng chung với Trần Quang, Tơ Tình đóng chung với La Thoại Tân, Mai Ly, Thành Thúy, Nàng đóng cùng Trần Quang, Xuân Dung, Phương Hồng Ngọc, Bóng Người Đi đóng chung với Thành Được, Út Bạch Lan, Túy Hoa, La Thoại Tân, Ngậm Ngùi, 10 năm Dòng Tố, Sóng Tình, Xin Đừng Bỏ Em. Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng lập nhóm làm phim Thẩm Thúy Hằng, tiền thân của Vili Phim sau này. Thẩm Thúy Hằng quy tụ nhiều tên tuổi như Thành Tú, Trần Quang, La Thoại Tân, Phùng Há, Nam Châu, Hùng Cường, Ngọc Nuôi, Việt Hùng, Kim Cúc. Phim đầu tay của bà bầu xô Thẩm Thúy Hằng là loại phim đen trắng có tên Chiều Kỷ Niệm, dài 1 giờ 45 phút, thuộc thể loại tình cảm xã hội do Lê Mộng Hoàng đạo diễn. Với dàn diễn viên thượng hạng lúc bấy giờ, bộ phim thành công ngoài sức tưởng tượng và đã tạo nên một kỷ lục doanh thu, gây nên sự ngạc nhiên chấn động trong giới nghệ thuật điện ảnh miền Nam bấy giờ.
Tạp chí Màn ảnh Sài Gòn số 304 có viết, ngay ngày chiếu cho khán giả xem, đồng bào đã chen chúc tới hai rạp Rex và Văn Hòa để giành vé. Điều này là một hiện tượng của khán giả dành cho Việt Nam. Thưa thắng sâu lên, Thẩm Thúy Hằng thực hiện tiếp phim Như Hạt Mưa Sa, thể hiện phim đen trắng, chuyển thể từ tác phẩm Học Cùng Tên của nhà văn Ngọc Linh, do cố đạo diễn Bùi Sơn Duân dàn dựng năm 1971. Các diễn viên tham gia trong phim là Thẩm Thúy Hằng, Trần Quang, Bạch Tuyết, Đoàn Trầu Mậu, Diễm Kiều. Thẩm Thúy Hằng đảm nhận cùng lúc hai vai diễn là hai chị em song sinh, có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Cô chị thì dịu dàng và nữ tính, còn cô em thì trẻ trung, dữ dằn, hiện đại. Bộ phim này cũng có doanh thu rất cao, riêng về tiền lãi đã giúp cho nhà sản xuất đủ tiền làm tiếp phần 2 là Như Giọt Sương Khuya bằng phim màu. Nhưng ở bộ phim Như Giọt Sương Khuya, nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết vào vai chính bên cạnh nam nghệ sĩ Trần Quang.